Bộ Công an đề nghị truy tố 6 bị can tội nhận hối lộ với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trong số đó có ông Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương. Theo kết luận điều tra, từ ngày 1 tháng 2 năm 2021, ông Tuyến thỏa thuận thống nhất với chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt và chỉ đạo cấp dưới làm việc với công ty nhận test xét nghiệm các vật tư sinh phẩm y tế khác để sử dụng trước. Quá trình hợp thức hồ sơ, ông Tuyến tiếp tục chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 70 tỷ đồng. Ông Tuyến còn cùng với bị can Phan Quốc Việt thỏa thuận thống nhất việc Việt Á chi cho ông Tuyến và một số lãnh đạo tỉnh Hải Dương số tiền từ 20 đến 25% giá trị hợp đồng để tạo điều kiện ký hợp đồng. Tổng cộng, cựu giám đốc CDC Hải Dương nhận 27 tỷ đồng từ công ty Việt Á. Cơ quan điều tra xác định phía Việt Á chuyển 22 tỷ đồng đến tài khoản của ông Phạm Văn Cường là bảo vệ CDC Hải Dương, cũng là bạn học của ông Tuyến, đồng thời chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Hiện, chủ tiệm vàng Kim Hiển, là thông gia với gia đình ông Tuyến. Bản kết luận điều tra vụ án cho thấy bóng ma Việt Á bao trùm toàn bộ quá trình nghiên cứu sản xuất, rồi cấp phép lưu hành, nâng khống giá gấp nhiều lần và bán hàng triệu kit xét nghiệm. Giá thành sản xuất tối đa chỉ hơn 140.000 đồng một kit test, bao gồm lợi nhuận và tất cả chi phí. Thế nhưng lại bị Phan Quốc Việt thổi lên gấp 3 lần. Từ đây, Việt Á hưởng lợi trái phép hơn 1.200 tỷ đồng.